Chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mitch Money. Hôm nay mình lại đi ra vườn, đây là cái vườn nhà mình để trồng rau, trồng hoa và để vui chơi cuối tuần à, hoặc là vui chơi những cái ngày mà không phải làm gì đó. À, thì à, bây giờ mình rất là vui bởi vì bây giờ đã sắp đến mùa xuân rồi Và mình lại à, được trồng rau, trồng hoa Mình thì à, rất là thích trồng trọt và làm vườn Mình à, trồng rất là nhiều các cái loại rau của Việt Nam Bây giờ thì à, mình sẽ quay sơ một vòng cho mọi người xem Ở đây là cái lối đi vào Thì ở lối đi này mình trồng các loại hoa Đầu tiên là cái bụi hoa hồng tỉ mụi à, Hoa này thì mình trồng tới 3 màu lặng. Màu trắng, màu hồng và màu đỏ cái này thì để cuối tuần mình sẽ cắt cành đi để cho nó sẽ nhảy cành mới còn tiếp theo đây là hoa à, hoa này có họ với lại hoa sống đời đó mọi người thì có nhiều bạn nói với mình là hoa sống đời nhưng mà nó không phải bởi vì nó sống mùa đông đó và mọi người thấy nè nó nở hoa khi mà nó nở hoa thì rất là đẹp ha à, bây giờ thì hoa khô rồi nè và những cái cành khô này thì mình sẽ bẻ đi và mọi người có thể thấy là nó lên cái cái cây, cây mới nè, nó giống như là sen đá vậy đó mọi người. Nhưng mà nở hoa thì rất là đẹp luôn. À, bây giờ lên cây mới và cây này thì cũng rất là dễ trồng nha. Mình bứng đi đâu mình trồng nó lên cũng rất là dễ luôn. Đó thì hoa này sẽ nở vào tháng 8. Đó một cái lối này là toàn hoa thôi nè mọi người. Cái chỗ này là hoa kim tiền thảo. Thì bây giờ nó cũng khô rồi nè, nhưng mà nó sẽ lên cây mới Và ở đây mọi người có thể thấy là tulip nè Hoa tulip thì có một lần mình trồng đó thì nó cứ nhảy cũ ra và bắt đầu mùa Bắt đầu bây giờ nè Nó lại mọc lên cây Thì hoa tulip được cái là Nó nở, nó lên rất là dễ, nở rất là đẹp nhưng mà lại rất là nhanh tàn Nở chỉ được khoảng một tuần thôi rồi tàn rồi cả năm nó lại không nở nữa Nó chỉ nở vào mùa xuân cũng có thể là mình trồng cái giống uh, tulip mà nó nở có một lần thôi. Đó đây cũng là hoa hồng. Còn ở bên đây là hoa diên vĩ. Hoa diên vĩ thì nó cũng một năm nở một lần vào tháng 5 uh, và tháng 6 đó mọi người. Hoa diên vĩ nở cực kỳ đẹp luôn. Còn ở đây thì mình có một cây hoa đỗ quyên. Đó, đã bắt đầu ra nụ rồi nè mọi người. Thì hoa đỗ quyên này, năm trước mình mua một cây ở trong cái chậu đó, một cây là người ta bán hình như là 10 euro, tức là khoảng 280.000 đồng đó. À, xong rồi về mình trồng, mà hoa của nó quá trời đẹp luôn. Mình rất là mê cái hoa này. Vừa rồi là hoa, còn bây giờ thì tới trái cây. Trái cây thì trong vườn nhà mình có cây cherry. Mình là che như thế này để mọi người có thể nhìn thấy những cái nụ của nó nè đó bắt đầu nó ra cái nụ ra lá và ra hoa cherry này cái cây cherry này trái ăn rất là ngọt nhưng mà mình trồng nó cũng còn nhỏ đó cho nên là nó chưa có nhiều trái còn đây là vườn dâu tây vườn dâu tây thì bây giờ mọi người không có nhìn thấy nhiều ha nhưng mà khoảng một tháng nữa thôi thì nó sẽ mọc lên cây mới rất là nhiều và lúc đó sẽ thấy vườn dâu của mình xanh um vườn dâu trái rất là ngọt và năm nào mình hái cũng rất là nhiều trái bây giờ thì qua tới các loại dâu gai đó đây là cây dâu gai vàng cây dâu này trái rất là ngon trái ăn giòn và ngọt mình trồng cải mà mình để cho nó ra bông rồi ra trái cây chết khô luôn thật sự trồng rau nhiều khi ăn không có hết mọi người nhưng mà trồng rất là vui còn bên đây là cây dâu mâm xôi hay còn gọi là phúc bồn tử nhìn thì cứ như là cây chết khô mọi người ha dâu này rất là ngọt còn bên này thì có một cây lê cây lê mình cũng mới vừa trồng cho nên là nhìn nó còn nhỏ xíu xíu à không biết là khi nào có trái còn đây là cây táo cây táo này trái cũng rất là ngọt À, thì à, nhìn nó cũng như là chết khô vậy mọi người ha Bây giờ thì nó cũng đang bắt đầu ra nụ Tới à, khoảng tháng 4 là hoa táo nở rất là đẹp luôn Mình sẽ quay cho mọi người xem hoa táo Nhìn giống như là hoa đào vậy đó Đây là bên trong cái nhà vườn của mình À, thì nhà vườn này đó là mình trồng được rau từ rất sớm và thường là mình trồng những cái loại rau mà nó không có chịu lạnh được đó à, chẳng hạn như là rau thơm như là húng cây nè rồi rau diếp cá nè rồi rau kinh giới nè rồi à, cải của mình à, cải xanh thì mình trồng ở trong này đó nó nhanh lên hơn và khi mà mùa đông đó mình để hạt ở đây thì bây giờ nó đã mọc rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem ha nó mọc rất là thấy thương luôn đây mình cho mọi người xem ha. Thì rau cải á, cải xanh khi mà mình trồng mùa hè đó và mình ăn không hết thì nó ra bông. Và mọi người thấy nè, khi nó rụng hạt xuống đó thì bây giờ nó đã bắt đầu tự mọc lên rất là nhiều rồi ha. Đó còn những cái chỗ mà nó mọc lên trước mùa đông đó thì bây giờ là cái cây của nó cũng khá già rồi kìa mọi người. Thì đây đó cho nên là hôm trước mình có nói là bạn nào gieo rau cải hoặc là trồng cải xanh đó thì mình cứ để hạt xuống đất mùa đông là bắt đầu mùa xuân là nó đã lên rồi. Thì khi mà nó lên trong nhà vườn đó, thì nó lên rất là nhanh cho nên là mình có thể ăn được từ rất sớm. Còn nếu như trồng ở ngoài đó nó lên thì nó lên chậm hơn bởi vì tháng 3, tháng 4 thì vẫn còn lạnh đó thì sẽ lâu được ăn hơn. Và hôm nay có thêm loại cây mọc mà mình rất là vui, mình sẽ cho mọi người xem ha. Đây là cây kinh giới mình trồng nè. Thì mình để cho nó ra bông đó. Và hôm nay thì mình thấy là ở dưới gốc cây lên rất là nhiều cây con. Mình rất là vui mừng bởi vì hồi trước tới giờ đó mình gieo kinh giới chưa bao giờ nó lên. Chỉ có một lần mình trồng kinh giới trong cái chậu đó và khi mà nó ra bông thì cái bông nó rụng xuống thì nó lên được đúng bốn cây kinh giới và mình phải chăm sóc rất là kỹ để không bị chết cây nào đó còn bây giờ thì mình thấy nó lên rất là nhiều còn bên đây là tía tô tía tô thì mình cũng để cho ra bông như thế này nè mọi người thì nó rụng xuống thì tới khoảng chừng một tuần hai tuần nữa là bắt đầu nó mọc lên cây con rồi thấy rất là cưng luôn mình rất là thích các loại rau thơm, rau thơm đặc biệt là rau thơm của Việt Nam. Bên đây là cái vườn húng cây nè. Thì đó nó chết khô như thế này nhưng mà cái rễ của nó sống, mọi người mình nhổ lên cho mọi người xem ha. Đó, mọi người thấy không? Cái rễ nè. Cái cái rễ này thì bắt đầu bây giờ nó bắt đầu lại lên cây mới. Húng cây này thì trồng cũng khá là dễ mình trồng một lần rồi thôi rồi nó cứ lên hoài đó mọi người nhìn thấy này cái 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 đầu tím tím của nó là chuẩn bị bung lá rồi đó húng cây này thì trước đây mình về việt nam đó xong rồi mình sách à, mình mua húng cây ở việt nam đó xong rồi mình sách cái cọng qua đây xong rồi mình ăn hết cái lá còn cái cây thì mình ghim xuống mình trồng và mình ươm thì nó lên tới bây giờ còn bên đây là rau diếp cá mọi người có thể nhìn thấy là lá khô héo rồi ha, thì mùa đông lạnh đó mình để cái nhà vườn mình đóng lại đó, cho nên là cũng có chỗ nó mọc rêu rồi nó mọc mốc, nhưng mà đợi tới ấm ấm một chút đó bắt đầu mình mở vườn ra thì nó lại thông thoáng. thì đó mình trồng nhiều nhưng mà nhiều khi mình không có ăn hết đó, cho nên là cũng để khô nhưng mà trồng thì rất là vui, mình trồng những cái loại rau của Việt Nam đó mình cảm thấy rất là vui luôn đó mọi người còn bên đây là hai cây ớt mình trồng mà xong mà mình quên thu hoạch luôn nè mọi người thấy không đó trái của nó khô xong rồi thành là chuyển qua màu trắng luôn mùa đông lạnh quá mà nó bay mất hết màu luôn á mọi người thì mình lại lấy cái trái đó để mình um, gieo lại còn đây là cái xanh mà nó uh, rụng hạt nó mọc từ trước mùa đông đó mọi người thì bây giờ mọi người thấy nè nó sống ở trong nhà vườn thì nó sống qua mùa đông luôn ha Bây giờ nó vẫn xanh nè. Cho nên là mình nói là nếu như mà ai mà thích trồng rau á, thật là thích thì trồng trong nhà vườn, có thể trồng được rau cải mùa đông luôn. Còn đây là những cái tấm xi măng mà năm rồi tụi mình mua để tụi mình làm một cái sân đẹp đẹp để ngồi chơi đó mọi người. Thì năm rồi làm không có kịp cho nên là còn để đây. Thì bây giờ bắt đầu khi mà trời ấm lên thì nhà mình sẽ ra vườn và làm việc ở ngoài vườn nhiều hơn. Sẽ làm cho cái vườn nó thật là đẹp đó, Mọi người thấy ông xã mình trang trí bằng cái chậu cây giả đó Nhìn cũng xinh ha Cái nhà vườn này thì mình để đồ đạc ở bên trong đây Có cả tủ lạnh Nếu như mà nhà mình ra vườn ngồi chơi Thì có thể là để đồ uống ở trong tủ lạnh Tủ lạnh này thì sử dụng điện năng lượng mặt trời đó Ông xã mình làm điện năng lượng mặt trời đây mọi người có thể thấy là cái sân thì ông xã mình có lót một vệt chút tấm xi măng rồi nè. Thì mình muốn làm cho nó thật là rộng đó. Để ngồi chơi. Ở bên đây là cái sân cỏ mà bị chuột nó ủi lên đó mọi người. Thì năm nào ông xã mình cũng phải làm lại, phải cào cho nó bằng xong rồi đi mua cái hạt cỏ đó về gieo xong rồi để cho nó đẹp. Tại vì uh, chuột bên này có chuột gì đó Chuột gì mà nó cứ ủi đất Nó cứ ủi, nó làm hang, nó chui dưới á Hôm nay thì mình đã chia sẻ cho mọi người xem Trong vườn nhà mình uh, Có những gì vào tháng 2 uh, Và những ngày tới khi mà ấm lên Thì mình sẽ trồng hoa Trồng rau, trồng tất cả Những cái gì mình có thể trồng được Và mình cũng sẽ quay lại cho mọi người xem Là mình trồng cây gì ha uh, Và đến mùa xuân đất thì vườn mình sẽ có rất là nhiều hoa nở sẽ rất là đẹp và mình sẽ quay lại tất cả cho mọi người xem. Mùa hè thì mình có thể ra vườn mình nướng thịt, mình ăn uống ở đây thì mình cũng sẽ quay lại cho mọi người xem. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.